Chào mọi người, hôm nay là 26 tháng 7 2019. Tôi tiếp nhận một ca hội chứng ống cổ tay. Hai tay bệnh nhân là đến từ Hà Giang. Cái khu chỗ nào Hà Giang? Đạo Đức à? Thế thì cái hội chứng cổ tay thì tôi hôm giờ tôi chữa cho 5 ca. Thế thì họ gọi nhanh quá, tôi không có thời gian quay, nó bận quá, mất cả tư liệu. Sao phải đợi bạn đến thì quay lại. Thì tôi chia sẻ một lần rồi. Thực sự ra để mà nói là công hiến của cá nhân nó đối với cộng đồng rất là hiếm, bởi vì mọi người có cái tôi rất là lớn. Cái tôi thứ nhất là mình không tự tin để chia sẻ. Cái tôi thứ hai rằng là có mà ít thôi nhưng mà cất giấu đi. Cái tôi thứ ba đó là gì, là mình không cắt là nó có được hay không, hay là mình ngại để không chia sẻ. Cái đối với hội chứng ống cổ tay này, chúng ta hiểu đơn giản là cái thần kinh nó nằm ở đây, nằm ở cổ tay này, ở đây có cái dây chằng nha, nó kẹt ở đây là sinh ra tình trạng mình tê rất nhiều. Thì thông thường chúng ta thường nghĩ rằng là chúng ta phải châm cứu ở vùng này, càng châm sẽ càng bị tê hơn, bởi vì nó sẽ gây xâm lấn và viêm nhiễm do anh sát khuẩn không tốt, do châm không tốt nó sinh ra mà thôi. Thì chúng ta nên hạn chế châm ở đây. Đây có huyệt nội quan, huyệt đại lăng rất là tốt, nhưng không nên châm nhiều, chỉ bấm nhẹ nhàng mà thôi. Tôi phát hiện ra trong trường hợp trong quá trình điều trị lâm sàng, bệnh nhân dùng tiêm thuốc rất nhiều, kháng viêm giảm đau không khỏi, có người phẫu thuật cũng không hết, đa số phẫu thuật là hết đấy. Trong trường hợp như này gặp tôi đến đi không phải phẫu thuật rồi, thì tôi chia sẻ phác đồ với sao. Đây chúng ta trong huyệt khúc chỉ dùng trong kim 10, hai hợp cốc, tất cả đây đều là kim 10, tam dương lạc hoặc là ngoại quan. Đây tôi hay dùng ngoại quan. Khi ta nhìn cái kim này thì ngoại quan nó châm xuyên này, châm xuyên thì nó sẽ gần giáp với lại đại lăng này, thì đại kim xuống rất là tốt. Và đặc biệt huyệt này tuyệt đối là phải sát khuẩn cho thật kỹ này. Và châm sâu kim 10 nhé, ta dùng huyệt bát tà nó châm kim 10 thì nó sẽ rơi vào trạng thái nằm ở đây, thì các dây thần kinh sẽ đã phục hồi rất nhanh. Đừng châm kim 6, châm kim 6 thì nó gọi là gãy ngứa bên ngoài con thua đấy. Mà để làm sao cho bát tà không đau rất đơn giản, mọi người chỉ cần lấy tay ta bấm vào giữa hai cái đốt xương này, đốt xương bàn tay ta châm hết rất đơn giản. Thế là tôi châm biểu diễn một tay thôi, tay kia thì tôi không cần phải quay làm gì cả. Còn ở dưới chân chúng ta có thể dùng huyết hải hoặc là dương đăng tuyền. Huyết hải thì hoạt huyết được tiêu viêm, dương đăng tuyền để thư cân, thì tôi hay dùng là dương đăng tuyền để thư cân người ta là chính. Thực sự ra cái video này tôi phục vụ cho cái nhóm thuốc nam và châm cứu, chia sẻ để cho mọi người gặp những trường hợp như thế này xử lý rất là tốt. Chúng ta đông y nhưng mà hoàn toàn tự tin nhé, chúng ta không thua kém tây y đâu. Tây y họ hiện đại lắm, điều đấy là tôi rất là vui. Trong khi một khí cạnh ở đấy thì họ sẽ không bằng mình đâu. Ví dụ như những trường hợp này đánh vài kim phổi tốt hơn nhiều so với tim giảm đau của người, hoặc là những bệnh ở đây tôi chữa những bệnh chuyên sâu nặng hơn. Cái đấy thôi, nói nhiều quá nó lại rơi vào cái tôi của tôi mất. Thì chúng ta ý mà các nhất là ok. Bác chấp được 2 hôm nhỉ? Em về em không? Hôm qua ngày cái thứ hai à? Tối qua ngủ ngon không? Sướng không? Tê luôn nhỉ? Cái điều khó nhất là cái thầy thuốc này, trang họ có niềm tin rằng là tôi đến đây sẽ khỏi bệnh. Chúng ta hãy cố gắng rèn luyện thật tốt. Thứ nhất, các huyệt đạo anh phải thuộc. Bát tà là gì, dỡ tài liệu ra mà tra cứu. Hợp cốc là gì, tra cứu thật kỹ. Ngoại quan là gì, tại sao ông này ông châm được khỏi, thế nào mình tra cứu xem mà thì ra là rất là có khoa học. Tôi học rất nhiều thầy thì cơ bản là chịu khó là chính thôi, chúng ta đừng phụ thuộc vào thầy quá nhiều. Thì cái kinh nghiệm chia sẻ trong cộng đồng chúng ta giúp ích cho xã hội là điều rất là đáng mừng. Còn tôi không nghĩ rằng là người này người kia giỏi hơn tôi hay kém hơn tôi, không quan tâm về đấy đâu. Và các bạn cũng đừng có đưa bằng cấp của mình tôi là giáo sư hay tôi tiến sĩ hay là tôi là bác sĩ hay gì, y sĩ chăm hết không vấn đề gì hết. Chúng ta thì nhìn sơ qua đây là kinh dương đây rất mạnh, là huyệt bát tà nó kích thích cái kinh rất mạnh. Thì chúng ta thay đổi đơn huyệt thì hôm sau chúng ta châm bỏ những huyệt này đi, chúng ta châm những huyệt khác, ví dụ như là dương trì này, trung chữ này, những huyệt bỏ những huyệt này thì chúng ta châm thêm kinh âm nữa, ví dụ như là đây có nội quan này, như là đại lăng này, chúng ta châm ít thôi. Một số người thì đau nhiều năm quá thì sẽ đau lên cái kim ngung, chúng ta châm thêm kim ngung. Và trường hợp tôi thì không kim ngung mà có bị thừa. Bác cố gắng lên nhá, chúc mọi người học tập tốt nhá, để châm nốt tay bên kia.